khi mà ba mẹ không còn ở nhà, bé một mình ở đây thì tự nấu nướng. Mặc dù hơn 6-7 tuổi thôi ạ, nhưng mọi cái là vẫn phải tự làm. Cái căn nhà, cái căn lều ở đây thì thực sự mỗi lúc mưa gió vô cùng là sợ. Các bạn xem này, xung quanh chỉ trống bằng những cây gậy. Xin chào quý các bác, cô chú, anh chị nhá. Hiện tại thì San lại tiếp tục đi lên thăm mấy bé, mấy chị em bé Dung á, là không có nhà cửa, sống ở trên trên núi, trên rừng á. Được chắc có lẽ là được 2 tháng rồi San không có lên thăm các bé. Khi mà lên San bất ngờ bởi những cái con đường này luôn. Thực sự rất là rập rạp. Đây, khủng khiếp chưa? Nhiều khi mình lên mình còn không dám tin đây là đường mà có người trên này đâu đấy. Ngày trước là cái đường mòn này, nhưng bây giờ cái đường mòn này cũng rập rạp hết rồi, không có ai phát cả. Thực sự quá sợ luôn ấy. Khi mà càng lên cao thì khí hậu lại càng loáng hơn một chút, mát mẻ hơn một chút. Ở dưới kia mình thấy cái con sông đang chảy qua, đó là sông Đập Na, hay còn gọi là sông Đà Bốn ạ. Chảy xuống ở dưới tít ở dưới kia thì sẽ giao nhau với sông Đà ở tại Điện Biên. Cái cây này không biết chú các bác gọi là cái gì, này trên em thì người Dao gọi là mỉa nhé, hay còn gọi là cây xấu hổ ạ. Mỗi lần lên trên này San phải luôn luôn là chuẩn bị sẵn một lon nước để giải khát. Chắc hẳn là các bác cô chú anh chị mà yêu leo núi ạ thì các bác sẽ rất là thích kiểu cảnh kiểu là mình vừa đi vừa được leo núi, vừa lại thấy một số những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Rồi, không biết mùa này là gia đình đi lấy nước ăn ở đâu. À, San quên mất, bởi vì trời mưa nên gia đình chủ yếu là ăn nước mưa thôi. Khi trời mưa là có nước rồi. Và thêm vào đó là cái vị trí này, trước đó là một cái nguồn nước. Đây, cái nước này vẫn có thể ăn được nhá. Ngoài ra dưới này có một vũng nữa, vũng nước vị trí này, đây nữa. Thêm vị trí này cũng có này. Các bác còn nhớ là ngày đầu tiên khi mà em cùng với các bác tới cái vị trí này là thấy chỗ này chưa trồng ngô, mấy đầu cải nương thôi. Còn bây giờ ngô đá chín rồi. Đây rồi, tới nhà của bà rồi. Thút thút. Cái này cái chín này. Tre. Một tre. À. Rồi, một tre. Đây, đây Dung này. Đấy mùa, à mùa không đây, ở đây à? Mùa gì nhá? Đây, cái căn nhà của bà đây các bạn. Thực sự mà rất là tội nghiệp luôn ạ. Phải chống bằng những cái thanh này. Khi mà không chống á, là đồng nghĩa là ngôi nhà sẽ đổ. Ngôi lán sẽ đổ xuống ở bên này. Wow, chỗ này mát quá. Sang ngồi đây nghỉ mát một tí. Như vậy thì bây giờ là mình chỉ thấy là hai bé ở đây thôi, là không thấy ai ở nhà cả. Bó múa quá tê. Múa, múa, múa tủ quá tê nè. Bó tỏ. Bó tỏ nọ. Ồ, thế bà đi làm rồi. Bây giờ là thấy đây bé bé này là tên
Hôm nay lúc mẹ đi chả? À lúc mẹ đi chả? Khua. Bé này tên Khua này. Rồi là bé Dung. Ở nhà của các bé là ở bên này. Bởi vì là cái vị trí ở bên này á, nói chung là cũng nóng. Lần nữa mình sẽ sang đấy. Bé Dung hình như là đang chuẩn bị là cũng cống cái đồ đi làm á. Đây, các bác của chú anh chị xem thử xem cái nhà của bà này. Bạt thủng hết rồi á mọi người. Thực sự mà sống ở đây á, mình không hiểu sao lại sống nổi nữa. Dung quá chị một chén này. Quá chị này. Nó nói gì? À, mang ngô. Ngô đi đâu? Hả? Tao một chè. Hả? Con la. Ờ. Có một chế khua nhỏ nọ. Khua nhỏ nọ bây giờ. Ờ. Nghĩa là ở trên bản là gia đình bé còn ít ruộng. Thì mấy nay trời mưa, bố mẹ đi về bản trên kia làm ruộng rồi các bác. Ở đây thì vốn dĩ là gia đình xung quanh hàng năm là sống ở đây. Tuy nhiên thì đến mùa làm ruộng thì vẫn về làm ruộng. Tuy nhiên thì ruộng không đủ ăn đâu nhé mọi người. Bà đi làm rồi bây giờ bé đang định là đi về ở trên nhà. Chê chỉ muốn lên tủ nho này. Nó chê chỉ muốn lên tủ nho. Ồ. Đó là chê à? Là mùa xe xe chê. Mua. Nam bảo bé là dần đi về bên nhà bên này chút. Nhà bé phải đóng cửa lại. Mua. Mũi gì mà lón nó. À các bác xem những cái cây đu đủ trên này này. Rất nhiều nhá. Rất là cao. Bên này là nhà bà ngoại này. Ở đây mới là nhà của các bé. Nhà của gia đình bé là ở bên này. Cuộc sống thì chắc có lẽ là mọi người nhiều khi không dám tin lúc đặc biệt là cái con đường đi leo lên ở trên này đâu. Các bé không được đi học á, nên là mặc dù rất là nhanh nhẹn nhưng mà mình phải nói tiếng Mông thôi. Đây mọi người này. Đây. Đây mới là nhà của các bé đây. Chỗ này là các con các bé ngủ trên này. Hôm nhỏ nó mua món nào chỉ mua? Em phải xếp tuổi ạ. Em phải xếp tuổi? Ờ. Hôm nay hả chị? À gạo. Mua gạo đây. Chỗ này rất nóng. Bởi vì ở trên là không có cái cây gì á. Toàn gỗ bằng mạng nên là cảm giác rất là oi. Rất là nóng. Đây là bên trên là các bé ngủ. Ở đây thì là bố mẹ ngủ ở chỗ này. Bên này nấu ăn đây các bạn. Nó mò lò. Nó mò lò. Chị Tuấn nào? Có chả chị Tuấn nào? Chị Tuấn mùa ạ. Chá mùa? Có chả chá mùa chị Tuấn nào này? Chị phải chế mắn nè. Ồ. Ồ, chị nào chả mua dò một chế nè. Mua hả? Mua. Thì là bé bảo là bây giờ là chưa được ăn cơm. Bây giờ thì đi về trên nhà rồi mà ăn cơm nhá các bạn nhá. Cái con chó này là của gia đình bé. Em muốn cho mọi người xem kỹ hơn một chút cái căn lán, cái căn lều này. Ở đây xung quanh thì cũng rào bằng bạt này, với lại tre nữa. Bên trên này các bác này, chủ yếu là bằng những cái thanh gỗ rất là nhỏ. Trước là cái bé Dung này tự làm đấy. Bé Dung tự làm. Cái căn lán này bé Dung cũng rất là giỏi. Bé tên Dung này, bé này tên Khua. Còn các bé khác thì đi cùng với mẹ đi lên ở trên trên ruộng rồi, cách đấy rất là xa. Em San chỉ soi cho một chút cái chỗ ở cho các bác, các cô chú xem là như thế nào. Còn bên này là hao đê hao bây giờ chi à? Đây là nước, nhưng mà các bé bảo là không phải là là nước đấy không uống được. Nhưng mà các bạn cũng biết. Ủa, ngô cao chưa? Rất là cao luôn nhá. Còn cắt vào tai mình nữa.
Ở đây thì ở trên bản các bé cực kỳ là khổ. Rất là nhiều hộ gia đình, tức là mọi người có điều kiện một chút á, mọi người đã chuyển hết ngôi nhà xuống ở dưới khu mà vừa nãy mình lên gần đường á, gần với đường quốc lộ là nối liền từ Lai Châu sang Điện Biên, là mọi người ở ven đường. Còn đây là bố mẹ của các bé chưa có điều kiện á, nên là phải sống ở đây. Đến khi nào mà cũng bố mẹ cũng nói là sẽ lúc xuống ở dưới kia mong muốn là mua đất ở dưới này. Tuy nhiên thì hiện tại chưa có điều kiện nên là vẫn phải sống ở đây thôi mọi người. Thế thao này thì xin nào. Chị Bảo Hải, hay là chị Bảo có mũi chị nhớ là chết à? Ở bên này mát không? Có mùa bát tây chị xì lò chê. Xe chị tây lò chê. Hay xì lò? Có mua chị nào chị mua nè. Chị mua. Đây mình xem thử những cái song nồi. Cái dàn cái chỗ này á. Mọi người à. Cái căn nhà của bà còn tồi tàn hơn rất nhiều. Với hai chiếc giường nhiều lúc các cháu là qua bên này ngủ. Nhưng mà ở chỗ này nhá, mình cảm giác gió rất to. To hơn ở bên chỗ nhà các bé. Chia nhau nào. Mùa chị ló nó gì đó. Xin lò. Chắc là đi về vài ngày đấy. Đi về trên kia vài ngày cởi xong lũa. Một chế mua lia tà mà lia tà. Ừ. Lia tà mà con này các chị rất tua hơn học biểu. Hay nó ô lia mà cao mù mà. Cao mù chế mà. Thế chị bé nhau hơn không? Chia một tí. Thế là bé đang nói với em gái là em gái ở đây thì chị đi về á, đang lên ở trên này chơi. Ở cái vị trí này mình cũng thấy rất là đẹp luôn á, ngày trước mình thấy ở đây có những cái cây cổ thụ cao cao một chút mọi người ạ. Wow, chỗ này mát mẻ chưa. Cái căn lều của bà kìa, căn lán của bà như thế này đây. Vốn dĩ là bà sống thường xuyên ở đây nhá mọi người. Rồi kia là các bạn đã bắt ve. Bỏ mùa tí nhớ từ nó phải nào. Quá to. Ui ồ. Ê chỉ có một chế mà. Của ít tủ nhỏ nó chứ. Tí nữa bé đi về là một mình. Một mình bé khu ở đây thôi. Hôm nọ là có các cô các bác có gửi quần áo á. Đây là các bé đang mặc đây. Cái quần áo các bé đang mặc là trước đấy là các cô các bác gửi về là Sana đem về cho các bé. Thì bây giờ là các bé thấy hai bé mặc bộ giống nhau luôn. Tao nào. Tao lạ. Tao lạ. Các một chế mà múa. Cua nhá nó muốn lên tủ ăn món nào chỉ mua. Chỉ muốn lên tủ à? Ừ, chỉ bỏ à? À bỏ à? Ôi, à cá mua. Bây giờ bé đi về. Còn nhắc là để ý cái con lợn con buộc ở chỗ này này các bác. Bé nhỏ như thế này mà bé vẫn biết nấu cơm ăn.
Cặp bộ mà nào bây giờ? Bộ à? Ừ. Bé nhỏ như thế này mà biết nấu cơm ăn ấy. Bé chắc có lẽ là mấy 5-6 tuổi thôi. Bé làm hả giờ? Chắc là quên rồi. 5-6 tuổi thôi mà biết nấu cơm ăn rồi. Em thật sự là khâm phục luôn á. Không ơi chà. Ơi chà. Ê chị bò chị là chê. Chị là chê khi mò con nào nào. Chị đi chị bò chị là chê ua mò khi con nào nào. Chị là. Con mò ua mò nào sư. Ồ. Ê chị là. Ồ. Cần nhà cái gì chị kia không một cần đá này. Con nhà nó chị kia. Cần nhà cái gì chị kia. Ồ giờ con nhà con nhà của nhà. Các nhiệm một cần đĩa, cần đĩa này, chứ nhỉ? Ừ. Đấy, các bé hầu hết là các chị em á, đều nói là lúc đi học sẽ không có cơm ăn. Nghe cái từ đó mình cảm thấy là vô cùng là buồn và đau ở trong lòng á. Cảm giác là mình cũng sắp tuôn trào nước mắt. Các bạn ạ, khi mà ba mẹ không còn ở nhà, bé một mình ở đây, thì tự nấu nướng. Mặc dù hơn 6-7 tuổi thôi ạ, nhưng mọi cái là vẫn phải tự làm. Cái căn nhà, cái căn lều ở đây thì thực sự mỗi lúc mưa gió vô cùng là sợ. Các bạn xem này, xung quanh chỉ trống bằng những cây gậy ở đây thôi. Thực ra hôm nay á, thì có quý cô chú nhà hảo tâm, các cô chú mạnh thường quân đã có gửi nhờ San gửi tới 1 triệu đồng cho gia đình của các bé để mua gạo, mua thức ăn. Tuy nhiên thì khi mà San lên đây thì mẹ các bé không ở nhà nên là San sẽ không thể đưa cho các bé được. Chắc có lẽ là phải dịp khác San sẽ tiếp tục lên ở trên này thăm các bé và đưa cho các bé. Thực sự mà nói thì các bé hiện tại bây giờ là không được đi học á, rất là thiệt thòi so với những đứa trẻ khác chỉ có sống quanh quẩn ở tại những cái nơi này. Khu vực xung quanh là tất cả là rừng hoang dã hết nhá mọi người. Thực sự mà đây thì nhiều khi mà không có gạo ăn á, thì chỉ có ăn ngô, ăn mèn mén qua ngày thôi. Nhưng mà đặc biệt là các đứa nhỏ khi ba mẹ không ở nhà vẫn phải tự chăm lo cuộc sống, tự lập từ rất là nhỏ rồi nhá mọi người. Con này cái gì rất gì nhau mà con nhỏ thế là một chế à. Con nhỏ nó nhỏ nó chỉnh xe đá này chỉnh xe này mà đang nói chơi với bé một chút là đây là không sợ ma hay sao một mình nhé. Nhà bé lắc đầu là không. San vừa mới nói với bé là ba mẹ không ở nhà thì thôi ở nhà đi, để thời gian nữa San sẽ lên trên này tham hoàn cảnh gia đình các bé sao. Cùng qua video này á, thì thực ra San không có mong mỏi cái điều gì, mà San chỉ hy vọng là tất cả mọi người nếu mà có món quà gì muốn gửi cho các bé thì giúp đỡ các bé có một chút cái cuộc sống tức là đỡ vất vả. Đây là mọi người xem nước ăn nước uống của gia đình đây. Đây là nước mưa nhá mọi người, nước mưa hướng từ những cái bạn này xuống. Nên là hôm nay San chia sẻ những cái cuộc sống của các bé, thì mong rằng các bác chú anh chị sẽ chia sẻ những video clip này giúp em tiếp cận được nhiều các nhà hảo tâm ở quý mạnh thường quân hơn, để có thể là mình không giúp đỡ được các bé nhiều, nhưng mà vừa qua những video này á, mình sẽ thấy được cái động lực sống cũng như là những cái điều gì mà khiến cho cá nhân bản thân mình hạnh phúc hơn. Là chỉ cần á, cá nhân bản thân mình cảm thấy là có sức khỏe đi giúp đỡ cũng như là có cơm ăn hàng ngày đã là cái điều hạnh phúc hơn các bé ở nơi này rất là nhiều rồi. Trong thời gian vừa qua thì San cũng có vài cái video clip khi mà San buồn, San chia sẻ với các bác á, không đồng nghĩa là San kể khổ để mà mọi người giúp đỡ đâu mọi người nhé. Thì cái đó là San mong muốn là tâm sự thực sự, khi mà mình có những cái điều gì đó mà San mong muốn tâm sự cho mọi người hiểu hơn cả như bản thân mình.
trên con đường mà khi mà mọi người, các bác, cô chú, anh chị đồng hành cùng với mình trên cái con đường từ thiện á, thì sẽ mọi cái sẽ rõ ràng, và khi mà mình hiểu về cá nhân bản thân mỗi người á, chứ San không phải là lên đó để mà kể khổ, để mà mọi người giúp đỡ đó nhé mọi người. Mà nếu mà mọi người mà nếu mà có ý định mà gửi tiền cho em hoặc là để giúp đỡ những hoàn cảnh khác thì San sẽ nhận, nhưng mà nếu mà chỉ gửi về nếu mà nói là gửi về cho mình á, thì mình sợ là thứ nhất là nhận thì mọi người lại nói rằng là mình lợi dụng những cái lòng thương của quý cô chú nhà hảo tâm, các bác, cô chú, anh chị á. Nên là hôm nay thì em cùng kết thúc video tại đây thôi. Hẹn các bác, cô chú, anh chị trong một video clip gần nhất của em nhé.